xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi tô màu nha các bạn. Đéo học đi xong bao giờ thì nó đéo cho xem được. Xong 24 đứa không có đứng một mã đề cơ mà. Đúng đời rồi. Mà không có đi có bạn đéo được và xong phải quên hết. Thế thì đúng đời. Đấy rồi, cũng là hỏng rồi. Chứ gì? Thu là hỏng rồi. Thu này nó học Xuân Giang đấy. Ừ, thì tao bảo Thu là hỏng đấy. Ừ. Nó đăng cái gì? Chờ, nhà nó đăng chờ. Để tìm nó. Thế nó cái gì? Alo, theo dõi. Đây. Cái gì theo dõi? Ai? Theo dõi cái đi mạnh mày bạn bè đi mạnh hàm phải theo dõi. Mình đã tô màu xong nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách
tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ tô màu nhé các bạn. Vậy là mình đã tô màu xong, nếu bạn thấy hay hãy cho mình xin một like đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Làm kiểu gì này? Là như bảo rồi, te điện thoại nào nó đã để gắn để te nào để thao tác chơi. Bây giờ để cái hình nó không thế thì còn gọi gì là video nữa. Đúng. Để như công cái te nó chéo ở đây, một cái te nhưng nó còn sang hai điện thoại như này. Là cái gì này là cái này thì anh cái mới nước này thì anh để anh đấy 6 phút điện thoại để tắt được. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Nếu bước một tay thôi mình cũng quên nhau. Ngồi máy. Đây này này, có cái đây này, này, này mẹ này. Đi kia lại trời, à đi chạy đập thì bỏ.